Hello, chào nha. Em chào cả nhà nha. Mới sức khỏe nha. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Nhiều nhiều sức khỏe nha. Trời ơi trời. Ghê. Đang đi dọc đường cả nha. Đi chợ mua đồ, về nấu nướng đồ này kia này nọ ba nội bên ơi bên ý nè các bạn. Thằng gia đình dùng. Mà mời ở nhà luôn nhưng mà vợ đi dọc đường gặp nữa kêu ghé nữa. Ừ. Anh Tèo kêu ghé chỗ nào chào cả nhà, cái em đi dọc đường thôi. Lại cái trứng cá đi. Trứng cá chào đi. Sẵn là bẻ trứng cá ăn luôn. Trời ơi trời. Cái giấy chín không? Để chơi chơi giấy vàng này cho cái đỏ cho cả nhà xem ai. Đâu? Cái đỏ nè. Đó. Thơm phức luôn á. Thơm phức luôn. Đây. Đây mấy nhà. Nè. Khó chờ luôn rồi. Ừ. Ăn trên cây luôn. Ngọt. Ngon, thơm. Cây sống này. Hai trái luôn nè, ăn trên cây luôn nè. Đút cái mỏ vô ăn nè. Trời ơi trời. Gặp ông cái nó quýnh cho phụ mỏ. Đầu cổ sáng bù sụi á. Đúng nè. Nào đi hai chồng đi chợ cũng ghé tùm lum tùm la. Ngon nè. Ngon quá. Thơm phức. Thơm phức. Nó ngọt nữa trời, còn cắt luôn anh Tèo. Này ngâm rượu uống được không ta? Ai biết. Trái gì, trái cây là ngâm rượu được không? Cái này ai biết đâu. Ai biết cái cá ai đó ai ngâm rượu. Nói vậy cũng không ái cự nữa. Cũng không cự nữa. Sáng sớm chưa làm được gì hết trơn rồi hỏi rượu ngâm rượu được. Tôi đá cho một đá bây giờ. Trời nhắc. Vậy rồi. Cái này hơi vàng vàng ngọt. Rồi đi lẹ cha nội ơi. Về nấu ăn sớm sớm mà để tới trưa nhà tao đói bụng xỉu hết trơn giờ nè. Giờ đi chợ nha. Đi. Thôi giờ anh đi cả nhà ơi. Giờ tới chợ giờ qua đó mua thịt heo cái gì đó cả nhà. Chứ lát qua đây mua rau, mua gác, mua tùm lum tùm la rồi không biết về nấu món gì nữa mà vợ cũng chưa nói nữa. Vợ nói bí mật. Rồi chút về nhà có gì mua cái gì em quay ở nhà xem cả nhà. Vừa về tới nhà cả nhà, mới đi chợ xong về tới nhà. Cái này Mỹ Linh cười tươi trời. Cái này rồi làm mua đi chợ mua những gì? Đây, cả nhà. Đâu? Nay đi chợ em nấu bánh lọt cả nhà ơi. Đây nè cái bọc bánh lọt nè cả nhà. Tổng ngắn vậy nè. Ừ. Nay em nấu bánh lọt giò heo. Đây này em có mua 4 cái giò heo. Ừ. Với tại mua cục thịt này để gì đó để dành cho mấy chim nó có ăn gì nè. Ừ. Còn nguyên liệu đây. Củ hành. Củ hành này em thấy em làm hành phi. Củ cây đỏ, củ cây trắng. Củ sắn này em cái đặng em lọt gọt ra đặng cho nó ngọt nước cả nhà. Hành, rí, kim cúc. Rau ăn kèm mà giá hẹ. Rồi. Bây giờ bắt đầu vô mình đập cái móng giò heo cả nhà. Móng giò heo. Rồi, mẹ với cha cũng lên trời nữa cả nhà. Gia đình nè, có mấy người. Rồi, vô con biết. Vô chuẩn bị làm. Bắt tay vô việc. Giờ vợ cũng gọt củ cải đỏ như củ sắn như củ hành hành. Bên này mẹ làm giò heo này kia cạo nữa nha. Để sạn rồi bắt than lên bắt nước làm. Anh biết sáng mua đồ mà thiếu gì không anh? Thiếu gì? Thiếu núm đó. Ừ. Đi mấy chỗ luôn mà không có cả nhà. Nấu này có núm nữa là mới ngon nữa. Ngọt nước nữa mà sáng thiếu thiếu núm gồm cả nhà. Hồi 3-4 chỗ cả nhà không có, bữa nay ngay ngày mua núm không có. Ít thiệt chứ. Giờ nhúm lò than. Giờ vợ bắt lên nè. Cái quầy chuối đó chuyện qua mẹ mới đốn cây chuối cho đó. Vợ giờ chơi bằng cái móc luôn trời. Móc mũ à. Rồi muốn kiếm móc mũ này dễ lắm hả? Giờ hết rồi không? Chỉ có quyền thoại của mẹ thôi. Mẹ móc mũ mà bà xài chục năm đó nên hiểu rồi đó. Mẹ mà bà hồi xưa là xài móc mũ rồi nha. Mũ không, bây giờ cái chuyển qua xài nhôm hết rồi. Mẹ mà bà xài gì bà dục cái một vuông ra ông cậu bé ông khóc chết luôn. Con cắn dây như vậy. Nhúng rồi nè. Để thang lên bật. Từ từ vậy đó cho nó nhiễu xuống.
tắt đây. Nay trời mưa nữa nè. Ừ, mưa xuống không? Biết bữa nay mình nấu bánh canh nóng ăn á, sợ mình nóng hay gì đó không, trời mưa. Bánh lọt. Ờ, bánh lọt. Bên này bắt nước để ráp trụng sơ giò heo cái nè. Đó, giờ nước sôi trụng giò vô cái nha. Từ từ. Thả vô. Trụng sơ. Cho nó bán mùi. Cũng chịu lờ đó, giờ đổ ra, giờ rửa rau, rửa củ cải rồi này kia, vợ cắt bông hoa lá hẹ đùm lum la vậy. Bài vẽ nào không vô bụng hết, vô bụng hết trơn à, mà làm mau mẹ cũng mấy ngày phải không, cũng mấy ngày cho nó bệnh nè. Làm bông hoa bài vẽ. Bắt nước lên cho nó sôi này, làm nước lèo cả nha, này trứng cút mà vợ cũng là luộc chín rồi nữa nha. Đáp ăn bánh lọt là phải có trứng cút này nữa nó mới ngon. Giờ bên này thì đợi cái nồi nước sôi đây, giò mẹ cũng rửa sạch, rau này kia rồi cũng rửa sạch sẽ hết cả nha. Đợi chừng nào nước sôi mới thả giò vô hay vậy? Nước nó lăn tăn cái là mình thả giò vô được. Mới nêm nếm hả? Thả giò vô mình hầm cho nó mềm. Rồi em xắt cái củ sắn này em bỏ vô, lấy nước ngọt luôn. Cho nước ngọt ha. Ừ. Rồi mới nêm nếm vậy, chấm mềm thịt nêm nếm vậy vô. Đó giờ có nấu chưa cha? Thì đó giờ không nấu, giờ nấu. Trời ơi trời. Để coi năng coi thử anh nhận xét coi được mấy điểm. Ờ. Chắc ăn chiếu gì đúng á. Như đi học vậy đó. Mẹ lột trứng cút rồi nè. Trứng này nó bị ấy gì ta? Dính giờ sao lột dính dính. Dính này mà sao nó không nó dính? Bị giữa, làm trứng bị giữa. Yeah. Bây giờ xắt củ hành ra làm lát phi. Thôi em cho hành vô em phi. Bỏ rửa thơm mới cả cho nó vàng, vớt ra bỏ vào chén. Đó, giờ tỏi cũng vàng rồi. Ôm một phút luôn. Cái này để xíu nó mới giòn. Cái em để lên trên cái lớp mà tô hả? Để lên cái tô hả? Đúng rồi. Múc gà để lên tô thơm phức cái gì? Mày dùng cái gì? Đúng. Wow. Cái ghét dữ thiệt chứ. Bây giờ nè. Bà nè. Bây giờ tôi đàn ông xin nhận lớp biết luôn. Biết luôn. Cha do phụ mẹ lột trứng cút nữa nha. Hai. Ông bà phải cùng ăn cùng ở làm. Tiếp vợ tiếp con. Phải ngồi ngâm trên thì chỉ rõ là sai. Đỡ con bận thì phải chưa tiếp. Nói tiếp từng bữa. Đó, nó phải nghe. Chồng nó phải nghe, không tự nhiên. Nó cái đầu khách chính hạnh, muốn cái nhau. Nước cũng lên tim mà vợ bỏ giò vô cho nó ngọt nước. Chứ hầm cho nó mềm. Cái này mình phải mua xương hay mà sẽ ăn, mua xương bỏ vô nha. Tại vì mình không biết ăn xương.
nên mình mua giò thôi. Giò thôi à. Chứ mình thường thường ta mua, nếu người ta nấu ấy là ta bỏ bánh chè rồi vô này thôi. Xương bánh chè cho ngọt quá, xương ống thôi. Ống rồi đó. Ừ. Tại nhà mình nấu ăn gia đình cũng ít người nấu mà nên không có mua nhiều loại á. Mua có giò với lại trứng cút à. Một nồi này cũng hoành tráng lắm cả nhà. Giờ mấy ký giò đó hả? Nhà có 5 người à. Hơn 2 ký giò, 2 ký mấy giò đó. Giờ là Mỹ Linh xác củ sắn thả vô nước cho ngọt. Tưởng tượng đây là cái ống xương đi. Mà bình thường có xương ta cũng bỏ củ sắn à. Còn củ gì nữa không ta? Còn leo. Đó. Đám là ta hay bỏ dưa leo không mẹ? Bỏ dưa leo, nước nó chua, củ sắn. Củ sắn là đó. Rồi lấy nước cái này hồi nó mềm, nó chín nó mềm, cái bắt đầu vớt ra mình bỏ. Giờ dạ sắc củ cải, củ cải trắng, củ cải đỏ rồi. Bông hoa rồi ha. Wow, quá xinh xắn. Giờ sắc giá hẹ. Sắc hẹ ra trộn chung với giá. Trắng xanh ha. Trắng cái xanh. Sắc là cái sắc màu gửi nha. Mình này cái nồi thôi mẹ. Không sôi nữa nha. Sôi. Rồi là sắc giá với hẹ xong trộn lên giờ giờ sắc hành. Màu gửi chung hay là riêng? Chung luôn anh. Chung luôn. Chút xíu mình ăn cái mình gãi đi. Bữa nay màu nào cũng tươi tắn vậy trời. Xanh mày, đỏ trắng vàng. Xanh này ảnh nàng nhưng mà Mỹ Linh là tươi nhất nha. Đâu chó đi giật mình đâu dám gặp ngồi, trâu gì đâu dám đi lại gần. Nó gượt chạy cắm đầu. Còn gỉ luôn. Còn gỉ nó thơm. Giòn sắc gọt gọt luôn anh. Nồi nước súp cũng sôi rồi nha. Cho niêm. Hai muỗng bột ngọt đó nha. Ồ, cái nồi bị lớn có hai muỗng ngọt. Ừ, hai muỗng ngọt. Ăn ít bột ngọt luôn cho. Trời ơi, mất trí nhớ để lỡ em quên anh luôn giờ. Trời ơi trời. Ăn cái đó giờ để em nhớ anh hoài chứ để ăn nhiều quá quên. Này đường phèn cả nhà. Nhiều lên. Hạt nêm. Cho 3 muỗng hạt nêm nha. Nhiều lắm. Khoảng khoảng đó. Muối. Nhìn mặt nêm nếu mà ăn cũng phải cho muối đi. Rồi, cho khoảng 2 muỗng muối. Trộn lên. Hơi khói rồi nha. Lò than bắt. Xong rồi đó hả? Rồi xong. Nhanh dữ vậy? Quá nhanh. Nêm có đường phèn nó ngọt, ngọt thanh. Muối, hạt nêm, bột ngọt. Chút xíu cái mình ăn, mình bắt ra tô, mình bỏ hành ngò rồi vô. Nó mới ngon, nó dậy mùi lên nữa. Còn này là giống như mình nấu nước súp vậy đó. Đó. Nước sôi vợ xả thả củ cải với củ cải trắng và đỏ vô luôn. Nó mềm dữ rồi, vợ mềm. Bỏ vô có khoảng 5 phút là mình bắt ra tô mình ăn được rồi đó. Phải chưa, mềm chưa, lát gãi nó gị hay sức hầm gan giả của cha cái ha. Không chửi em đó. Gị sao chết cha mất tìm gan. Có màu được anh không? Xanh xanh đỏ đỏ như mấy em nhỏ nó mừng nè. Anh mừng không? Mừng quá, mừng quá, mừng quá. Giờ cũng chín hết giờ, giờ múc ra tô cả nhà. Sắp xếp ra tô. Nhìn thấy hấp dẫn quá ta. Chút xíu thôi anh thưởng thức coi thử em nấu còn cỡ nào nha anh. Thôi đi.
thấy em với mẹ với cha thưởng thức đi. Anh thưởng thức sao vậy? Anh ăn nhiều chút cái gì? Sao nhiều chút. Quay sợ camera anh ngại anh nhớ măng hay gì? Anh nhớ măng anh ngại lắm anh mắc cỡ. Trang trí một chút vô trước thì chút xíu mình múc vô heo vô sao? Quá đẹp. Bỏ gì lên hả? Bỏ hành ngò vô. Miếng hành ngò. Ồ, hấp dẫn. Còn mở tỏi lên. Mở tỏi dần khấu luôn anh. Để khô lên là dần khấu luôn. Đó. Ừ. Cho mấy lát ớt lên. Cho tiếng tiêu lên nữa. Rồi cái mình chan nước lèo lên nữa là mình dùng được rồi đó. Bỏ hai cục dưa heo lên nữa là ok con dê. Rồi múc. Giờ mình để đi mình làm xong bốn tô cái mình múc nước lượt luôn. Ừ. Giờ múc nước lèo vô cả nhà. Cải rồi, trắng có đỏ rồi ha. Cho nước rồi. Rồi, dọn lên hết rồi cả nhà. Đó. Nhìn quá hấp dẫn rồi nha, khói ôm phức luôn mùi. Nhà gia đình lên dùng cả nhà. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Dọn rồi cả nhà, gia đình lên ăn cả nhà. Mời cả nhà nha. Quá. Wow. Cô chú, em mời cả nhà dùng bánh lọt nha, cả nhà. Cả nhà, lọt ăn cả nhà ơi. Có mời gia đình ăn cơm, có lộn ăn bánh lọt. Trộn lên. Cho nhà chanh tắt gì vô chưa? Trộn lên cái nữa quá bài luôn. Cho chanh tắt vô. Nãy con có bỏ tiêu rồi đó nghe mẹ. Có. Thì bỏ vô tiêu nữa rồi cay ăn lên lại nó cay dữ. Mày nấu rồi mà bỏ ớt nhiều. Bỏ ớt nhiều hay cay. Cho tao ăn cái gì mà cay dữ. Củ cải hả? Mèo không mèo? Sao cho thử tay nghệ gái vậy? Đúng không? Được. Được hả? Chưa ăn nữa rồi biết ngon. Gái, gái nấu thường ngày lúc nào cũng ngon. Không biết chừng nào ăn dở rồi chứ. Nước đậm đà nha. Bánh chua ngon. Giờ này cầm tô lên chứ. Này nó hơi khó gấp nha. Ừ, lọt mà. Mời cả nhà nha. Ừ. Ông bà cô chú. Chấm như bây giờ. Ừ, vậy thôi. Ừ, giòn mềm giòn ngon. Mềm ha. Mềm. Thấy em cạp là biết mình mềm không? Ừ. Bây giờ không gớt không găng là sợ. Mềm mà trai, không sợ gớt không găng đâu cha. Đấy rồi. Trời ơi trời. Găng già hiếu. Nè hiếu à. Ngon. Ừ. Mềm. Này ngon. Mềm. Cả nhà nấu nồi ăn cả nhà. Nó nồi trời mưa vậy nè. Gia đình xung họp để ăn vui. Sao? Quá đã. Quá đã hả? Dạ. Dân Cúc rồi, thử Dân Cúc rồi, thế nào? Dạ. Không thì lâu rồi, giờ lâu anh đâu có nấu cái này đâu anh. Trời. Con mời bà cô chú. Nó béo. Không mở tỏi nữa thôi. Hay sao chưa? Gái cha là số 1 luôn hay là mẹ số 1 hay là vợ con số 1? Một là mẹ mày, hai là vợ mày.
là vợ con số 2 phải không? Bây giờ cho mình chống lấy. Sao lấy? Rồi. Sao nó ngon là ngon. Ừ. Tuyệt là tuyệt. Bây giờ tự có mẹ mày sanh nở nó ra nó dạy mẹ mày cứ nấu dạy nấu. Thành ra vợ mày học hỏi mẹ mày cho nên từ cái chỗ đó nó biết luôn. Thì ha. Vậy là cha à, cha thương mẹ gỡ bao nhiêu phần trăm? Ừ. 90%. 90% còn 10% vậy cho ai? 10% là cho mấy bà giá vậy. Cho 100% đi. Cho bà 100% luôn hả? 100% đi rồi bà giá 90%, 80%. Trời ơi trời. Có thương có ghét ở nào cũng là vợ mình, nó kiểu nó vợ mình nó buồn nghe nó buồn được cũng buồn. Vậy ha. Quá thương vợ. Hồi cha nói nè, vợ ai nó khen, vợ mày khen, vợ tao cho khen. Bữa nay hôm nay không có khách, không có khách làm chị. À, bữa nay uống mạnh đi. Mà uống đi. Khỏi nhậu. Nhậu hoài mệt á. Một tô này quá trời, một tô này ăn nồi tới chiều luôn, quá chiều. Nồi tới chiều thiệt ạ. Quá trời. Quá là bò. Tô sumo mà. Tô sumo. Người lẫn làm tô quá trời. Tại em làm nhiều quá. Lâu lâu ăn nhà cho đã. Này nha, cả nhà thông cảm nha, này phải cầm bằng tay vậy. Chỉ gắp bằng đũa hồi nó trượt vắng đất nữa mất công. An toàn là trên hết. Đó, thành đi. Thành. Thành. Ừ. Chấm mẹ. Chấm rồi. Chấm rồi hả? Ừ. Sợ nó dai ha. Mà lò than nó mau mềm đó nha. Em thấy lò than nó hả, nó còn mau mềm hơn lò ga nữa đó anh. Ừ. Còn than nấu cũng ra nấu nãy giờ có như là có tiếng mẹ. Có tiếng gì? Tiếng gì? Nó mềm dữ luôn. Còn sao lúc mình nhắm thì nó hơi lâu một chút như thôi chứ không có. Nó bắt lửa rồi nó cháy dữ lắm. Bây trình đến hình rồi ăn hút lòng vào luôn. Bây trình thái ăn hành phi. Kêu mẹ bỏ hành phi nhiều nhiều cho con. Ngon ngon. Ngon. Kêu mẹ bỏ hành phi nhiều nhiều cho con. Mẹ ăn nhất hết đâu ăn bây trình. Dạ. Này nó tới chiều đi học đã luôn. Học cho cô thầy khó khăn không? Dạ. Giáo học không con? Rồi bây giờ em cũng tới đây cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Cả nhà cho em xin lượt đăng ký, lượt like, được bình luận, lượt chia sẻ cả nhà. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà, cả gia đình. Bye bà cô chú. Rồi vợ con húp kìa. Bye cả nhà nha.